Hello. Okay. Very good. So, did you forgot the time to study? You forgot. You forgot? Forget. Did you forget the time to study? Yes or no? Yes. Okay. Now the homework. Bài tập là học thuộc từ mới và học thuộc cấu trúc ngữ pháp. Học thuộc cấu trúc ngữ pháp của động từ khuyết thiếu và học thuộc từ mới. Okay, now start. Từ mới là ability nghĩa là có khả năng. Modal verb là động từ khuyết thiếu. Permission là sự cho phép ạ. Prohibition là không để tâm. Duty là lời khuyên. Prediction là sự phỏng đoán. Prediction. 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 Obligation. Obligation. Obligation là nghĩa vụ. Request là yêu cầu. Possibility là khả năng ạ. Possibility. Possibility. Anything else? No. Okay, now the structure. Cấu trúc. Cấu trúc là chủ ngữ cộng động từ khuyết thiếu cộng động từ nguyên thể và cộng cân ngữ. Okay, next. Next, the model verb. Động từ khuyết thiếu. Must là sự bắt buộc, sự logic trong kết luận. Mustn bằng với motion. Motion bằng với lại ban, ban. Nghĩa là ban là cấm. Can là nghĩa là khả năng, sự cho phép, xác suất. Could là could là khả năng trong quá khứ. Câu đề nghị
lịch sự hơn và xác suất ạ. May may là câu đề nghị và tính có thể. Meet là câu đề nghị lịch sự might. Hơn và might và tính có thể ở dạng gì nhỉ? Ở thì quá khứ ạ. Okay. Need to need not là không cần, sự không cần thiết. Should ought to chỉ 50% bổn phận và khuyên khuyên là thế nào? Sự kết luận là logic had better là khuyên ạ. Okay. The past tense of models. So when the sentence refers to primary meaning, with can, we have ability and permission. Must, we have obligation. So the past form of from the past form is expressed merely by for can. In ability, it will become could. In permission, will become was able or were allowed. And must will become had to or were obliged to. Yes. Okay, so today we will continue with the past tense of modals. Okay, so when the sentence refers to the secondary meaning, can have possibility and probability or something that could have happened but didn't happen. Must is certainty, and the past form of mainly is expressed by for can. For can, this will become could and have and a past participle. And must is must at have at past participle. Yes. And you understand? Yes. Okay. Khi mà câu đề cập cái nghĩa thứ hai được chưa nào? Nghĩa phụ. Với can ở nghĩa phụ là có, possibility là gì nhỉ? Possibility. Possibility là gì nhỉ? Khả năng. Ability là khả năng rồi. Possibility. Okay. Cái việc mà có thể được làm như thế nào? Yes. Probability. Probability. Probability là gì nhỉ? Xác suất được chưa nào? Yes. Okay. Hoặc là đó là can này. Hoặc là với can nha, hoặc là sự vật nào đó
có thể xảy ra nhưng mà nó lại không xảy ra, được chưa nào? Đó là về xác Yes. suất, được chưa nào? Yes. Với must là certainty. Certainty gì nhỉ? Sự chắc chắn. Yes. Ok, must trong nghĩa chính, được chưa nào? Must trong nghĩa chính thì là sự tuân thủ, sự bắt buộc. Còn must trong nghĩa phụ là sự chắc chắn, được chưa nào? Yes. Ok, thì với cả hai cái động từ quyết thiếu can và must này trong nghĩa thứ hai của quá khứ thì mình sẽ có cấu trúc là could hoặc là must cộng với lại have cộng với past participle. Past participle, what does it means? Don't Quá khứ phân từ. Yes. Khứ phân từ ở trong cột số mấy? Quá khứ phân từ trong cột số mấy nhỉ? Câu số 3. Ok, cột số 3 của bảng động từ bất quy tắc này chưa nào? Yes. Ok, ghi lại nào. Nếu như mà câu đề cập tới nghĩa phụ với can là khả năng và xác suất. Còn must là gì nhỉ? Certainty. Certainty là gì nhỉ? Possibility là khả năng rồi này. Probability là xác suất rồi này. Còn certainty. Certainty là gì nhỉ? Sự chắc chắn. Ở trong quá khứ, cấu trúc chính sẽ được biểu đạt như sau. Đi xong chưa nào? No. Ok. Quickly. Done. Ok, now we turn to the next part. Part 2. A practice. Part 2 practice. Thực hành được chưa nào? Yes. Ok, so use the modal verbs where possible. Okay, so we have 10, 12, sorry, 12 sentences. And time for you to use the modal verbs with the correct form. 6 minutes. Yes. Okay, now start.
Sông Tranh. Okay, very good. Now number one. Must. You must. You must. Okay, very good. So there you must. Number two. Need not. Need not. Needn't. 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 Okay, so this is needn't. Number three, we. May. May. Okay, we may watch the film tonight. Number four. He. Couldn't. Okay, he couldn't see me yesterday. Number five. Had better. Had better? Yes. Okay, Zidi. Had to. Why is he had to? Bởi vì yesterday là hôm qua thì hiện tại quá khứ nên phải đổi thì gì nhỉ? Have thành had. Thì gì? Thì quá khứ. Quá khứ gì? Quá khứ đơn. Okay. Very good. Rồi đừng nhầm lẫn được chưa nào? Yes. Okay. Number six. Would you? Okay, Didi, would you go to disco yesterday? Number seven. Mustn't? Yes. Okay, mustn't or must not? Number eight. Need or needn't? Needn't. Okay, so we need to. Need to. Chỉ mục đích được chưa nào? Yes. Number nine. Had better. Okay, Zidi. Ought to. Ought to. Được chưa nào? Yes. Yes. Ought to không có quá khứ. Yes. Okay, and the last sentence. Cannot. Cannot or can't? Can't. No, Zidi. Has not been able to. Why this he has not been able to? I don't know. He bought a new car. Anh ấy mua. Mua gì nhỉ? Chiếc xe mới cho nên anh không thể ngủ đây là nói về cái khả năng trong quá khứ được chưa nào? Yes. Nói về cái xác suất là anh ấy không thể ngủ được. Đây là ở trong trường hợp mấy đây? Nói đến nghĩa mấy đây? Cái chính nghĩa phụ. Nghĩa phụ ạ. Nghĩa chính để cho nào? Yes. Nghĩa chính. Tại vì sao? Vì nghĩa phụ sẽ là could cộng với have cộng với lại quá khứ phân từ chưa nào? Yes. Okay. Còn ở trong nghĩa chính thì mới là able to. Yes. Okay, so any question or any new words for this thought? Có hỏi nào cho bài tập này không? Yes. Okay, so which question? Phần nào nhỉ? Phần nào con chưa hiểu nhỉ? No.
No. Yes. Okay. So we turn to the next part. Math from 1 to 7 to A to G. Okay? And you understand this part? Yes. Okay, now match. Have you finished? Yes. Okay, so when you finish, please talk to me. Okay, now give me your answer. One with E. E. Two with G. G. Three with D. B or D? D. D. Four with? A. A. Seven with? C. C. Six with? B. B. And the last seven with? F. F. Okay, now let's check your answer. Okay, one with H. Can you see? Okay, sorry, you don't have H. Okay, two with I. Did we have I?
Okay, so we don't have I. Three with F. Four with D. Okay, wait me some minute to check your answer. 1 8 2 I 3 F 4 D 5 A 6 G and H B. Okay. One with E. 1 A B C D E. Okay, one with E. Okay, so we have some mid-type for the top. Bài này đang bị lỗi mất cái thứ tự sắp xếp rồi chưa nào? Yes. Okay, chúng ta sẽ bỏ qua bài này nhé. Okay, so model of probability with B. Find the matching sentence below. Be careful. Five circles don't match. So what did we will do? What thing we will do? Bạn yêu cầu gì nhỉ? Là nối các câu với lại các probability. Câu trả lời. Probability là gì nhỉ? I don't know. Xác suất được chưa nào? Những hàng những việc có thể làm được chưa nào? Yes. Okay, so we have 6 sentences. And time for you is 6 minutes. Yes. Okay, now start.
An chan. Okay, now number two. She could be sick today. Could be six. Okay. Next. Really, it can be that small. Really, it can be that small. Okay, number four. He might be happy about might. The holiday. Might. Okay, number five. It may be raining. It may be raining. Okay, number six. Our kids must be watching cartoon. Okay, very good. Okay, so we have subjects, I, you, with, they, he, she, it, with, must be, maybe, could be. Okay, must be. Might be, could be, maybe, and can't be. At work, watching TV. In the classroom, room, doing homework, sleeping, tired, and spider. Ở đây chúng ta có chủ ngữ này. Có các động từ khuyết thiếu là must, may, could, must, might, could, may, can't. Với lại các cái hoạt động object, tân ngữ như thế nào? Yes. Ok, ở bên này thì chúng ta có này. Với must be, xác suất xảy ra là 95% được chưa nào? Yes. Might be bằng với lại maybe là có thể, could be, maybe cũng như vậy. Tức là nó ở mức gần gần giống nhau, có thể xảy ra hoặc cũng có thể không xảy ra, nó ở tầm khoảng tầm 50% được chưa nào? Nó không xác định yes. là phải xảy ra giống như cái must be này. Còn cái can't be, 95% của nó thì không thể xảy ra được chứ nào? Yes. Rồi, thì must be là 95% sẽ xảy ra, nhưng can't be thì 95% nó sẽ không xảy ra. Còn các cái động từ khuyết thiếu còn lại đi với be thì đều có thể là xảy ra hoặc không xảy ra được, được chứ nào? Nó sẽ phụ yes. thuộc vào từng ngữ cảnh, từng tình huống. Được chưa nào? Yes. Okay, now write down to the notebook. I'm done. Okay, so today we will stop in here. Okay? Yes. Okay, so any question for today? No. No, okay, so remember
study the grammar. Okay? Yes. Okay, so you don't have any question. Remember that I the knowledge that I gave you today. So goodbye. Goodbye.